Đây, ngồi vào ghế nè. Rồi, mời hai bạn chúng ta có thể mở mặt nạ mình ra. Rồi, đẹp rồi nha. Trai chưa? Có gì chỉnh sửa không? Rồi, quá đẹp rồi. Chào hai bạn. Bây giờ thì mình sẽ bắt đầu giới thiệu cho đối phương nghe về những thông tin cá nhân của mình. Nói lớn và nói rõ lên nha. Mời bạn trai. Mình tên là Thái Phong, hiện đang sinh sống và làm việc ở Biên Hòa. Nhà thì ở quận Bình Tân. Công việc của mình là làm bên nhân viên bảo trì phụ tùng ô tô của hãng Honda ở Biên Hòa. Mà mỗi ngày em phải chạy từ Sài Gòn về Biên Hòa? Không, em ở Chảnh thì ở trọ ở Chảnh. Đi làm thì chủ nhật về mới về Sài Gòn. À, năm nay bao nhiêu tuổi? 33 tuổi chị. 33 tuổi. Cha, nhìn mặt trẻ măng à, chị tưởng em cỡ 29 tuổi thôi đó. Thiệt. Rồi, mời em gái giới thiệu. Chào, em chào chị Cát Tường, em chào anh. Em tên Lê Thị Kim Chi, năm nay em 31 tuổi. 31 tuổi, trời ơi, cũng sao bữa nay toàn những người trẻ không vậy? Em là cũng tầm 28 tuổi thôi. Quê em ở An Giang á chị. An Giang, nay chị đang làm gì? À, em bán vé máy bay ở quận 6 á chị. Mình ở quận 6 luôn hay là sao? Dạ, em thuê nhà em ở đó, em ở phòng vé ở đó luôn. À, ở trong chỗ mình làm luôn, mình làm ở ngay đó luôn. Dạ đúng em rồi. Em ở với ai? Dạ, em ở với em gái. À, có nghĩa là cái bán vé này là vậy là mình làm riêng cho mình phải không? Làm dạ đúng nhân, rồi đúng chị không? Dạ. Buôn bán được không em? Để chị hay đi diễn lắm, cơ gì cho số, có gì mua vé gì chị ủng hộ cho. Dạ cũng được chị. Rồi, vậy là cũng tốt rồi, tự lực cánh sinh là tốt rồi ha. Dạ. Công việc hai bạn ổn định, Bình Tân với quận 6 cũng gần nhau mà phải không? Dạ đúng rồi, sát bên. Rồi, sát bên quá thuận lợi luôn. Điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Dạ, điểm mạnh của em là em biết nấu ăn nè, siêng năng chăm chỉ, hòa đồng hoạt bát rồi vậy đó chị. Trời ơi, một tràng luôn ha. Nấu trời, cái gì vậy? Từ từ đừng làm tôi rung nha. Rồi điểm yếu của em là gì? Điểm yếu của em là nhiều khi em hay nóng tính, vội vàng đồ á chị, hay quên á. Mận ăn mà quên trong công việc là hơi mệt à. Người ta đặt vé mà quên bút, quên lên máy rồi cứ... Dạ cái đó thì không có chị. Không có. Nhưng mà tôi đang hoang mang. Tại vì bên bạn trai bên này vừa mới mở ra một tờ giấy, một trang giấy chữ chi chít ở trọng, không biết là cái gì. Em ghi trước những cái câu hỏi liên quan tới chương trình, ghi trước để sợ nhiều khi hỏi không biết đường nói chị. Trời đất ơi, sao hỏi biết đường nói? Hỏi gì hỏi cái trả lời cái nấy chứ sao hỏi mà không biết đường nói. Ghi này ghi có chân thật không hay là ghi theo có sự sắp đặt? Không, ghi đúng theo cái em nghĩ luôn á chị. À, có nghĩa là mình nghĩ trước. Dạ, sợ lúc đó rồi. Mình nghĩ không kịp, mình trả lời không. Tại đúng đúng không? Rồi bây giờ chị đọc thử cái coi. Chị đọc nha. Dạ. Chị đọc chứ giờ em ghi mà em đọc nữa thì đâu có được. Địa điểm. Địa điểm này là điểm gì vậy? À, tại bên chương trình hẹn gặp ở đó hẹn. Trời đất ơi. Liên hệ anh Quân nào đây? Anh Quân là ai? Quân là cái anh bên chương trình kêu em trời. Là cứ điện thoại gặp anh đó, anh đó. Trời đất dẫn. Ơi. Chào hỏi giới thiệu bản thân mới làm rồi phải không? Dạ đúng rồi chị. À, làm theo logic chương trình này mà rủ chị Tường mà hỏi trật cái này cái là ú ớ liền. Khuyết điểm: hiền, ít nói, dễ xúc động, có hút thuốc, không biết nấu ăn, hơi bề bộn, hơi tự ti. Chà, ghi vậy sợ đúng rồi, cái này nhiều khuyết điểm quá. Người ta thật tình người ta ghi ra, để lỡ lên đây chị Tường hỏi người ta quên. Bây giờ thí dụ không nhìn đây nè, chị hỏi nhớ không? Khuyết điểm của em là gì? Hồi nãy em cũng nghe chị nói là hiền, ít nói, rồi hơi tự ti, dễ xúc động chị. Có đúng rồi, có hút thuốc nữa chị. Không biết nấu ăn. Đó, chị cũng nhớ Tường mà, có gì đâu phải ghi ra được. Ưu điểm: thích chơi thể thao, không nhậu nhẹt, có lòng tốt giúp đỡ mọi người xung quanh, chịu khó đi làm. Ghi rất rõ luôn nha em. Rồi lỡ rồi quớt luôn qua tới tình trường. Tình trường trình tự giống như là viết văn vậy đó, có từng dạch từng đầu dòng đàng hoàng. Chưa trải qua mối tình chính thức nào, cũng như chưa có tỏ tình với ai, có tia một vài người nhưng không thành. Ủa em tia là sao em? Tia là tức là mình cũng có để cái người bạn người đối tượng đó chị, rồi mình cũng theo ghẹo chọc nhưng mà không được. À vậy gọi là tia đó hả? Dạ. Mà trong này em ghi là em là chưa từng trải qua một mối tình chính thức nào. À đúng rồi chị. 33 tuổi, mặt mày sáng sủa đẹp trai, công việc cũng ổn định. Tại vì cái cấp trước mà trước năm 30 chị tầm mà tới em đi học tới năm 26-27 tuổi rồi mới bắt đầu đi làm, đó học liên thông lên đại học nên không có chưa nghĩ tới việc chuyện mà gọi là cưới vợ sinh con nên không có theo tán kiểu có tia cũng có đi chơi vậy thôi. Bắt đầu khoảng 1-2 năm nay tầm 30 tuổi thì khoảng em mới nghĩ tới chuyện vợ con nên mới đăng ký tham gia chương trình. Thì 3 năm nay cũng chưa tia được ai mà dính cái. Đúng rồi chị. Lý do tại sao? Em nghĩ một phần là hay tại em tia nhiều quá. Do em tự ti một phần. Em tự ti cái gì? Chẳng hạn như ví dụ em thích người đàn bạn nữ đó đi, em theo chọc này nọ kia
xem như bạn bè trước. Thì vô tình thường thì em thấy là khi mà em thích TTI cái là thời gian cái là còn phải có người con trai khác theo. Người trai khác theo mà anh nhìn thấy người trai khác theo mà gọi là soi về điều kiện này nọ công việc á, người ta hơn hẳn mình đi, thì mình nghĩ thôi mình thôi để cho cái người con trai đó tấn công của cô gái đó sẽ hạnh phúc hơn, tại vì soi về điều kiện thì người đó hơn mình nhiều lắm. Thật ra điều đó em nghĩ cũng đúng, nhưng mà em không có tự tin về bản thân là cũng không được. Thứ nhất là em cũng học hành đàng hoàng, công việc của em cũng ổn định. Thí dụ bây giờ em chưa giàu có vì em cũng còn trẻ, nhưng ít nhất là em tự nuôi sống được bản thân, nuôi sống được gia đình. Trước tiên em phải tự tin với bản thân thì cơ hội nó mới đến. Dạ. Mà tình yêu là không có nhường nhịn, có càng có đối thủ mình phải càng cạnh tranh. Chưa chắc gì là cái người giàu có hơn em mà người bạn gái đó đã thích đâu. Nhiều khi người ta thích ở em một cái gì đó, một cái sự chân thành, một cái nét quyến rũ gì đó thì sao. Từ ngày hôm nay gặp chị Tường rồi là tự tin lên. Dạ. Đồng ý không? Đồng ý chị. Rồi thì bây giờ để chị hỏi bạn gái một xíu, cái tình trường của em thì như thế nào? Dạ em cũng trải qua hai mối tình chị. Đó, người ta phụ nữ mà ta cũng có hai mối tình. Em không có mối tình nào làm sao có kinh nghiệm trong yêu đương. Dạ, mối tình thứ nhất thì cách đây 5 năm sau đó chia tay thì mình quen được bao lâu mà chia tay? Khoảng chừng nếu quen qua thì chắc cũng lâu quá chị, nhưng mà tiếp gặp mặt nhau chừng 2-3 tháng vậy. Rồi sao chia tay? Dạ tại cái người đó có vợ có con rồi mà dối gạt á chị, nên sau này em biết được nên là đã chia tay. Em quen một thời gian lâu rồi em mới biết được là người ta gạt mình. Dạ. Rồi khi mà em biết được thì em có nói gì với anh đó không, hay là em chỉ lặng lặng em rút lui thôi ha? Thì em hỏi thì anh nói là không có, anh ấy thì em cũng tạm chấp nhận vậy đi. Nhưng mà đến khi về rồi á thì anh đó anh đi công tác ngoài Hà Nội, rồi sau này anh đi qua Buôn Mê Thuột nữa. Trong Buôn Mê Thuột á thì anh cũng có bạn gái rồi đó nữa, thì tình cờ em mới cái nghe điện thoại của bạn gái đó với anh đó, nên là từ đó về sau thì chia tay luôn. Nhưng mà xác nhận là ông nó có vợ con rồi. Dạ. Thôi bỏ đi em. Thế em vẫn còn xúc động khi nhắc lại. Thật sự đó cũng là một cái tổn thương của mình đúng không? Nhưng mà thôi mọi chuyện nó qua rồi. Mối tình sau mình cẩn thận hơn, mình kỹ lưỡng hơn ha. Rồi cái mối tình sau làm sao? Mối tình sau thì cũng quen được 2 tháng á chị. Rồi sao 2 tháng rồi sao chia tay? Dạ thì trao đổi với nhau thì không có thông cảm được á chị, nên là chia tay với không nhau. Không thông cảm được ở cái điểm nào? Thì em cũng có những cái khuyết điểm á, thì anh đó anh cũng không chấp nhận được. À, vậy thì do là chưa có yêu, mình chưa có chạm cái cảm xúc của nhau. Tao nói nhân vô thập toàn, không có ai mà hoàn toàn hoàn thiện hết, ai cũng có khuyết điểm. Đúng chị. Đúng không? Nếu mà mình thật sự mình có tình cảm với nhau thì mình phải chấp nhận cả cái khuyết điểm của đối phương. Đúng không? Đâu được đâu, chị coi mấy cái hình của em coi. Bây giờ bản thân em thì em muốn tìm một người bạn gái như thế nào? Thì lúc mà làm chương trình thì em cũng mập, cũng ốm, cao 1m85, ngoại hình ưa nhìn là được chị. Ừ, một tấm thôi. À đây, ảnh trong đây nè, em đoán ảnh đi. Còn em gái, em mong muốn tìm một người bạn trai như thế nào? Dạ, cũng... cũng cao em là cũng khoảng chừng 1m65 trở lên, rồi tóc tai thì gọn gàng. Tóc tai gọn gàng 1m65 trở lên hợp chuẩn luôn. Còn gì nữa không? Mắt mũi miệng. Mắt thì đừng có lé đừng có hô là được chứ. Không lé không hô, tôi nói bên đây sáng sủa lắm, sáng tài lắm. Rồi ráng lựa đi, lựa ảnh nó chổng đi. Cái này mình có phải gợi ý hay gì vậy? Tám người làm sao mà đấu được? Cái ý cho 8 người phụ nữ anh tìm hơi khó à. Em cao khoảng chừng 1m65. 1m65. Nặng khoảng chừng 50kg. 50kg. Ráng đi cưng. Mình bật chế độ kính lúp lên. Đâu em đoán ai, chỉ chị coi. Chắc áo đỏ quá chị. Linh cảm, áo đỏ phải không? Dạ đúng rồi chị. Đâu được, tôi coi áo đỏ 55, 50. Thôi cầm nó đi, để từ từ tôi mở cửa ra coi đúng không. Bên đây. Anh nào? Gợi ý là nhìn anh ấy cười, hoặc là nhỏ nhỏ con xí. Này ba ông, hai ông ăn có một ông cười à, ông gợi ý cười còn cái gì nữa. Được rồi, bây giờ nè, nhìn kỹ nha, cô áo đỏ có đúng không nha? Mình là Trần Thị Phương Thảo, ngày tháng năm sinh là 14 tháng 5 1988, quê quán là ở Quảng Ngãi. Hồi nãy anh nói cái gì mà em nghe không có rõ. Dạ vâng, công việc hiện tại của chị ấy, công việc hiện tại là quê quán tên tuổi. À, công việc hiện tại mình là nhân viên ngân hàng. Nhân viên ngân hàng ạ. Dạ. Rồi, hiện tại là chị đang ở Quảng Ngãi luôn hay sao ạ? Không, hiện tại là mình ở Hồ Chí Minh.
Hiện tại đang ở thành phố Hồ Chí Minh nhỉ? Chị có điểm mạnh điểm yếu như nào ạ? Điểm mạnh à. Điểm mạnh điểm yếu của bản thân mình nhé. Điểm mạnh thì chắc là chịu khó, sống tích cực, luôn vui vẻ, luôn có tính ham học hỏi. Chắc là vậy, cần cù siêng năng như đó, chắc là điểm mạnh quá. Vâng, thế còn điểm yếu là gì hả chị? Điểm yếu là nhút nhát với là thiếu tự tin. Nhút nhát, thiếu tự tin. Trước giờ chị từng kết hôn chưa? Có trải qua mấy mối tình rồi? Trước giờ mình chưa kết hôn, mình trải qua chắc là được 2 mối tình. Hai mối tình rồi. Chắc chỉ có 1 mối tình là gọi là rõ ràng, còn cái kia thì thấy nó không biết có được gọi là mối tình không. Rồi, mối tình rõ ràng là mình trải qua mấy năm yêu thương như thế nào và lý do chia tay. Mối tình đầu tiên là chắc cũng 10 mấy năm á, từ trên 10 năm. Chia tay là vì cũng không biết lý do vì sao, có thể là do bên nhà trai thấy không hợp tuổi nên tìm một người phù hợp hợp tuổi với bạn trai đó, và ý bạn trai đã cưới cho nên mình thấy là thôi nếu mà như vậy thì thôi mình không quen nữa. Dạ rồi, bây giờ chị mong muốn chương trình tìm cho mình mẫu người như nào ạ? Vui vẻ, hòa đồng, không có 4 cái gọi là rượu chè cờ bạc trai gái trai á, lăng nhăng á. Rồi. Còn gì đâu nhỉ? Nếu mà xét về em một chút thì có công việc ổn định một xíu. Con đường gì đó ạ? Ngoại hình sao ạ? Tuổi tác. Tuổi thì mình cũng không có phân biệt lắm. Ngoại hình thì mình cũng 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 không 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 phân biệt lắm. Không phân biệt là sao hả chị? Có Là là chị không ngoại yêu cầu. cũng cũng không yêu cầu gì lắm, đừng có quá mập, gọi là béo phì thôi. Không quá mập. Ấy là đừng có béo Chắc phì không thôi. ạ, tại vì toàn những cái yêu cầu như này thì bọn em rất là khó tìm hết, nó toàn chung chung quá, bọn em không tìm, không biết là định hình người đó như thế nào ấy chị. Tại vì đây là cho chị miêu tả về cái người bạn trai của mình mà. Dạ, thì để suy nghĩ một chút là nếu được thì cao hơn mình Chị cao chiều mét cao, mấy ạ? cao 1m52 thôi, nên người đàn ông là phải cao hơn mình. Tuổi tác thì trên mấy tuổi và kém mấy tuổi thì chấp nhận được thôi ạ. Chỉ cần người đó là chững chạc là được, chứ cũng mình cũng không không phân biệt là nhỏ hơn mình bao nhiêu, chỉ cần là chững chạc, trưởng thành là vui vẻ, Rồi. chứ lại không không có tính lăng nhăng, mình sợ cái tính lăng nhăng lắm, chứ lại cờ bạc. Rồi. Ok, cảm ơn chị nhá. Thì hôm nay là cái buổi đầu tiên làm quen để nói chuyện với chị. Nếu mà chương trình tìm những người phù hợp theo tiêu chí của chị sẽ liên hệ lại với chị nhá. Dạ. Là chào chị ạ. Ok chị. Chị giới thiệu về họ tên, tuổi, quê quán và công việc của mình nha. Dạ. Em là Trần Thị Kim Nhung. Năm nay em ngày sinh trên giấy chứng minh nhân dân của em là năm 87, nhưng mà năm sinh thật thì là năm 86.
Em hiện đang làm công việc là kế toán. Quê của em là Bình Định, vùng Mỹ Bình Định. Hiện đang làm việc tại Hồ Chí Minh. Làm kế toán. Rồi, bây giờ chị Nhung nói về tính cách của mình một xíu đi, những cái điểm mạnh, điểm yếu của mình như thế nào ha. À, tính cách thì thẳng thắn, chân thành nhưng mà hơi nóng tính. Rồi, còn gì nữa không chị ơi? Mình có sở thích hay tài lẻ gì không? Dạ không. Trước giờ là mình đã từng lập gia đình hay mình trải qua mấy mối tình rồi chị? Dạ chưa. Rồi, chị chia sẻ về những cái mối tình mà mình quen đi. Mình quen bao lâu sao mình chia tay? Em lúc trước thì cũng có quen mà lâu lắm rồi, em chưa có quen ai nữa. Tại vì lúc đó thì cũng còn còn nhỏ, xong rồi quen, xong rồi vừa đi học vừa đi làm rồi không có phù hợp á, xong rồi em chia tay. Với lại ở nhà thì không có, mẹ thấy không được tuổi nên cũng không chấp nhận. Là bao lâu rồi chị không quen ai, rồi cái thời gian mình đi làm này kia các thứ đó, tìm hiểu ai khác không? Dạ không, tại vì ở trong cơ quan thì đa phần là mọi người nhỏ tuổi hơn em nên em lại không thích quen những người nhỏ tuổi. Là bây giờ mình có quan trọng về cái chuyện tuổi tác không chị? Em thì muốn lớn tuổi hơn em chứ em không muốn quen người nhỏ tuổi hơn, tầm khoảng 41 42 tuổi trở lại so với tuổi của em. Rồi, ok. Nếu mà tầm tuổi này thì người ta đã từng lập gia đình thì có được không? Dạ cũng ok chị, nhưng mà ở nhà thì cũng có, cũng nói chung là em cũng ưu tiên những người chưa lập gia đình hơn. Rồi, ok chị. Bây giờ chị nói về cái hình mẫu mình mong muốn luôn đi. Ngoại hình, tính cách, công việc. Ngoại hình thì công việc thì hiện tại do em cũng đang làm trong kiểu môi trường là văn phòng các kiểu nên em cũng mong muốn tìm một người công việc tương đồng với em để cho nó, nói chung là để sau này sẽ hòa hợp hơn. Còn Tương về đồng là chị cụ thể thì chị là người ta cũng làm hay như thế nào? dạ, người ta cũng làm kiểu văn phòng hoặc kinh doanh gì đấy, kinh doanh tự do cũng được. Còn về tính, em không thích người gia trưởng, không thích người bài bản, ngoại hình thì nhẹ nhìn xíu là được rồi. Là người này quê quán vùng miền ở đâu thì được chị? Em không, tự nguyện trong bộ em vô là được chị. Tự nguyện công bố mà. Là đang làm việc định cư ở Hồ Chí Minh đó. Dạ rồi, ok. Nói chung hôm nay chỉ là cái buổi cách đầu tiên thôi. Nếu mà mình được chọn vào vòng 2 thì sẽ có biên tập trao đổi thêm kỹ hơn với mình về những cái nội dung cũng như là tìm cho mình cái người phù hợp nhất ha. Dạ rồi, ok. Cảm ơn chị nha.